Đó, xin chào tất cả các anh em càng thủ 50 cách từ Tổ quốc. Hôm nay tục 11 clip gồm 16.000 câu nha anh em. Thì 16.000 câu này 16.000 câu chất lượng phép. Hàng này hàng Nhật Bản về nha. Tất cả cần này cần súp. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Nhà bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu rổ không clip nên á, thêm sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đó là cái thứ nhất mà tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần súp, một cây cần súp lỡ. Cây này một cây dài 3m3 nha mọi người, dài 3m3. À, cứng cây này gơ tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 30, cứng gơ tầm khoảng 30 so với cần 2 khúc nha. Đó. Cho anh em cầu lăng xê, cầu cha, cầu chép. Thì cây này phen là phen Fuji nhé, phen là phen Fuji. À, chất liệu phép đỏ. Đây, tất cả phen ok, có phen này bị nứt cái này nè, đó, nhưng không ảnh hưởng hết cho mọi người. Đó, cầu vẫn vô tư. Ngoại hình cần thì có xuất sắc. Tương đối nha mọi người. Đó. Phen đề 3 phen gặp nhé. Thì cái này dài 3m3, nặng là 320g, đọt 2 ly, đọt 2 ly 4. Giá cây thứ nhất giá là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người quẩn một cây cần súp lỡ. Cây này là 3m6 nha mọi người, 3m6. Phen cũng là phen gặp. Đây. À, phen Fuji nha, bộ phen cây này thì còn mới nha mọi người. À, không lỗi nha, phen này ok. À, bộ Fuji nha, hàng nguyên zin. Thì độ cứng cái này thì đo cần 2 khúc thì nó ra tầm khoảng 30 nha nè, 30-50. Đó, chỉnh cho anh em cầu cha, cầu chép. Anh em có thể đánh mặt bãi cũng được. Anh em mới tập câu lục thì vậy mấy cái này đánh cũng rất là ok nha, giá vừa túi tiền. Đó, ngoại hình cái này còn mới nha nè, ngoại hình còn mới. Phen Fuji phen gặp. Bass là bass Fuji nha nè, bass Fuji FX7 Japan. Thì cái này nặng là 345g, đọt 2 ly 6, giá công khai cái số 2, giá vẫn là 250k nha. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 bên người quẳng một cây súp. Thì cây này dài 3m6 nha em. Đó, em đo chiều dài thật của nó là 3m6. Thì thấy không rẻ tem nè. Đó. Mà nước sơn cái này nó bị gỗ gỗ nè. Đó. Cái này sơn nha em, phôi không ảnh hưởng gì. Bass cũng là bass Fuji FX7 Japan. Tất cả hàng này hàng Nhật Bản quen. Phen cũng là phen Fuji. Đó, phen gặp bộ Fuji luôn. Tất cả phen ok hết, không lỗi. Đây, gặp lại. Cái này tổng thể của anh còn rất ok cho anh em. Tương đối mới. Độ cứng vẫn dài thôi, độ cứng ra tầm khoảng 30 nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 30. Chuẩn cho anh em tao lăng xe. Đó. Nói chung thì coi này ok. Đó, phép đỏ. Cứng ra tầm khoảng 30-50 nhé. Phen chỉnh, bát chỉnh. Thì cái này nặng là 200, nặng là 370g, đọt là không, đọt là 2 ly 3. Giá công khai cây số 3, giá là 250k nhé. Dài 3m6. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người quẳng là một cây cần súp lỡ. Cây này cũng là 3m6 nha nè, 3m6. Thì cái này phen cũng là phen Fuji, bát cũng là bát Fuji, bát Japan. Góc ra đây. Thì đây, phen là phen Fuji nha anh em. Đó, đây, có một phen này bị bể nè. Đó. Để cái xứ này bể cái vòng này thôi nha mọi người. Đó, câu vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì nhé. Cần sao em bảo nên vậy. Đó. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 50 nha anh em. Độ cứng ra tầm khoảng 50. Đó. Cũng gần khoảng 50-30. Đó. Dạng cho anh em câu bạc bãi, câu lăng xê, câu cha, câu chép. Rồi, cái này nặng là 365g, đọt 2 ly 4. Giá công khai cây số 4 giá là 250k nhé. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 lên mọi người là một cây cần của Daiwa.
Thì cây này một cây phíp đỏ nha anh em, phíp đỏ đây qua càng nó đẹp. Bát là bát Fuji F7 anh em, fan của nó là fan Fuji nhá, fan Fuji đó. Đề ba là đề ba Fuji luôn. Thì cái này dài 3m6 đúng không rồi, dài 3m6, độ cứng ra tầm khoảng 30 đó. Phôi nữa này, phôi là phao phíp đỏ nha mọi người, phôi rất là bền luôn á. Tất cả fan đều fan chạy hết nha mọi người, fan chạy. Rất là đẹp luôn. Thì fan thì có một cây này, có một fan này bị nứt cái này đây. Đó. Tất cả là ok. Rồi. Thì cái này nặng là 450 g, đọt 2 ly 4. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 300 nha anh em, 300 cộng tiếp cây số 5. Theo cây số 6. Thì những cây này nè, nó lớp phần này bị đóng bụi anh em, về anh em chịu khó sạc rửa lại giúp em nhé. Đó. Bát này thì là bát Fuji F7. Cây này dài 3m9 nha anh em, dài 3m9. Fan quá là fan Fuji. Đó, fan Fuji. Tất cả fan này đều ok hết nha mọi người. Đó, fan ok. Thì có một số fan bị lỗi thì em sẽ báo cho anh em. Đó. Bộ là bộ Fuji luôn. Chất liệu là liệu phíp. Cái cứng ra tầm khoảng 30 nha nè, 30-50. Đó. Phíp đỏ. Thì cái này có xuất sắc. Cái này có xuất sắc nha nè. Tất cả lóng trong đều ok, đẹp. Xuất sắc nhẹ ở những lóng ở trên thôi. Đề ba đây, phíp đây, phíp đỏ nha. Thì cái này nặng là 500 g, đọt là 2 ly 5. Rồi, giá công khai số 6, giá là 250 k nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần súp lỡ của Ryobi. Một cây cần dài 3m9. Mấy cây thông số thế này nè, anh em câu bạc 7, câu chép rất độ ok luôn nha. Cái lục cũng được. Đó. Đây. Cần 7 thì gốc nó bị xuất sắc thế này. Fan thì là fan Fuji nha anh em, fan là fan Fuji. Đó. Fan nó đây. Đây cũng vậy. Ok hết nha, bộ fan này ok. Đó. Bộ Fuji. Thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 50 nha nè, 50-30. Đó. Đây, chỗ này fan nó chạy nó bị chốc lớp sơn nè. Không ảnh hưởng thì tới phôi cho nha mọi người. Đây, chạy tới đây nè, đó. Ở đây cũng vậy nè, đó. Đóng trong thì ok rồi. Đó. Tất cả ok hết nha mọi người. Đó. Rồi. Thì cái này nặng là 430 g, đọc 2 ly 5. Rồi, giá công khai cây số 7 giá vẫn là 250 k nhé. Tiếp theo cây số 7 rồi. Cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người quẳng một cây cần Ryobi. Thì cái này hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này dài 3m9, độ cứng 25 nha anh em, 25, 3m9. Bát nó là bát Fuji F7. Hàng Ruby. Đây, nó bị dính băng keo nè, đó, dưới nó bị dơ nè, anh em về chịu khó việc xin lại với em nhé. Fan cũng là fan Fuji hết nha mọi người, fan là fan Fuji hết luôn. Thì bộ fan này chuẩn, không bể, không bể, không nứt. Bu cũng là bu Fuji. Đọt còn đẹp nha mọi người. Đẹp nhé. Cả ok hết. Thì cái này nặng là 500 g, đọt 3 ly.
giá công khai cây số 8, giá là 250k nha anh em, 250k cộng xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9, cây số 9 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần xếp lỡ, cây này dài 3m9 nha anh em, dài 3m9. Tiếp theo là cây số 9, thì cây số 9 với cây số 6 là một cặp nha anh em, một cặp luôn. Thì cái này vẫn một cây súp lở thôi, dài 3m9, phen là phen Fuji, phen là phen Fuji. Anh xem tất cả phen này, đây phen này thì có bị bể một phen chỗ này, đó. Nó không phải bể mà nó rạn nứt chỗ này, nên em về câu cũng bình thường nhé. Đọt cây này cứng ra tầm khoảng 30-50 nha anh em. Nó có xước xác cái này nè, phen nó chạy xước xác thôi chứ không ảnh hưởng gì. Thôi đẹp nha anh em, thôi quá đẹp, nước sơn còn ok. Rồi thì cái này nặng là 490g, đọt 27, giá công khai cây số 9, giá cũng là 250k cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 10, cây số 10 lên cho mọi người một cây cần của cái này của ai ta, Pencil Rock. Thôi cái này một cây Nhật Bản đi, đó, cái này một cây Nhật Bản, thì cái này cứng 30, dài 4m5 nha anh em, cứng 30, dài 4m5. Cái này đánh bạc bảy nè, đánh bạc bảy đến lục rồi vô tư luôn. Phôi của nó là phôi phíp đỏ, bát là bát kẹp nè, bát là bát quặng nhá, hàng nội địa. Phen nó đây nè, nó phen là phen phen hãng, nó phen hãng đi theo cần, lõi là ở xứ nhá, lõi xứ nó khá to, rất là to luôn đó. 30 mà 4m5 thì anh em biết là cứng cái nào rồi, đánh bạc bãi là quần tư. Phôi đẹp nha mọi người, phôi đẹp keng luôn. Màu sơn ở trong này rất là đẹp luôn nè, đánh bạc bãi câu lục đó. Rất là ok nha, dạng này này nó đau lực rồi, thì nó để ở đây là đây 30 4m5, cái này cứng cỡ hãng DX rồi, giá công khai cây số mực giá là 300 anh em, thì cái này nặng là 700g, đọt là 27, giá là 300. Tiếp theo cây số 11, cái 11 lên cho mọi người một cây cần của Olympic đó, thì cái này cũng là một cây sân hàng cứng 30 4m5 đó, 4m5, hàng nội địa nhá. Cái này nó có chỗ cắm cho nên đến bạc bãi nè, đó. Bát của nó vẫn là bát Fuji nha mọi người, bát là bát Fuji. Đó. Phen của nó đây. Phen là sứ trắng nha anh em, cái này là sứ trắng nha, không phải là nhựa đâu. Đó. Nếu so với cần 2 khúc thì cái này ra tầm khoảng 50-60 đó. Đến bạc bãi là vô tư rồi. Buồn ở đây. Lớp sơn ở trong đây đó. Rất là ok nha anh em đó. Tất cả phen này đều phen chạy hết nha đó. Sơn trong rất là đẹp luôn nè, bốn mét năm hàng nội địa, thì cái này nặng là 790g, đọt 3 ly, giá công khai số 11, giá là 300 nhé. Theo cái số 12, cái 12 em lên cho mọi người một cây cần cần súp, một cây dài 4m2 nha anh em, dài 4m2, thì cái này cỡ 25 thôi, 25 4m2. Phen của nó vẫn là phen Fuji nha anh em, phen Fuji. Tất cả phen đều ok hết nha mọi người. Tất cả phen ok hết. Bộ của nó vẫn là bộ Fuji luôn. Đó. Nước sơn còn rất là ok nè, xuất sắc ngoài đỉnh nè,
trước sát như nè, không lỗi đâu. Đó. Rất là ok nha. Thì cái nặng là 510g, đọt 2.5L, giá công khai cái số 12, giá là 300 nha. Đó, anh em đánh lục bạc 7. Đó, rất là ok luôn. Tiếp theo em lên cho mọi người là một cặp này, cặp này cặp số cái số 13 và cái số 14 nha nè, cái số 13 và cái số 14. Thì hai cái này là hai cái của Daiwa, cứng 30 dài 4, cứng 30 dài 4m55. Đó. Cứng 30 dài 4m55 đánh bạc 7 câu lục rồi. Đó, rất là ok luôn. Phen của nó là phen Fuji. Fuji nha mọi người, tất cả phen ok hết, 07. 07 lỗi nha. Đó. Nước sơn cũng còn rất là đẹp nè. Đó. Rất là đẹp nước sơn luôn nha. Rất là đẹp luôn mọi người. Nước sơn ánh kim rất là đẹp luôn. 34m55 bạc 7 vô tư. Thì cái này nặng là 400g, nặng là 640g, đọt 2.8L, giá công khai cái số 13, giá là 350k nha anh em. 350k cộng ship. Bát là bát Fuji FX7. Đó. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 cũng vậy thôi, 34m55. Fan Fuji, tất cả fan ok hết nha. Đó. Đánh bạc 7 là vô tư. Đánh bạc 7 câu lục. Đọt to đùng nha mọi người. Đó, rất là to luôn. À, nước sơn trong rất là đẹp luôn nè. Sơn rất là đẹp luôn. Nè cũng vậy nè. Rất là đẹp nha mọi người. Nước sơn không còn che đâu được. Đó. Rất là ok. Rồi, giá công khai cái số 14, giá cũng là 350k nha. Tiếp theo cái số 15. Cái 15 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa luôn. Đó. Thì cái này 35, 4m55 nha em. Đó, cứng 35, dài 4m55. Thì 35, 4m55 thì đánh lục vào vô tư rồi. Đó, phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Có cái bù của nó là bù đổi trắng nè. À, xương trắng không xì luôn, đọt nó đọt rất là to luôn nha mọi người. Đang chạy cây này chắc lẽ là liệt thiết nha nè, đỏ bạc bãi là vô tư luôn á, bạc bãi hết sảy luôn, góc dưới này em bị xuất sắc tí nè. Đó. Tất cả còn lại ok hết. Thì cái này nặng là 700g, đọt 2.6L, 33, 4m55, 35, 4m55. Đó. Rồi, giá công khai cái số 15, giá là 350k nha mọi người, 350k cộng xếp cái số 15. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 16, thì cây này 25, 4m5 nha nè, 25, 4m5. Fan của nó là fan Fuji nha mọi người, fan của nó là fan Fuji. Đó. Tất cả phen ok hết nha mọi người. Đó, không nứt bể. Phen Fuji, bu Fuji, hàng Nguyên Zin. Đẹp nha nè. Đó. Nước sơn rất là đẹp luôn. Đó. Đó, nước sơn rất là đẹp luôn. Cái chỗ này xuất sắc nè. Đó. Rất ok nha nè. Rồi, giá công khai cây số cuối cùng, cây số 16, giá là 300 nha nè. Thì cái này nặng là 614g, đọt 2.7L, giá là 300 nha. Rồi,
Đó, tổng cộng 16 căn em lên hôm nay. Nếu em mừng căn nào chốt, em lại xuống thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.